Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đánh giá cao phần trả lời chất vấn thẳng thắn và trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn. Sự kiện tọa đàm triển lãm xe hai bánh quốc tế Việt Nam Cycle 2017 nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe đạp để giảm tải tình trạng giao thông tắc nghẽn và bầu không khí ô nhiễm. Ngày hội chung tay vì sự sống nhằm làm thay đổi suy nghĩ của người dân về hiến tạng và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp mang lại sự sống cho hơn 13.000 bệnh nhân đang chờ mô tạng để ghép. Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội, vào sáng ngày 17 tháng 11 khi trả lời chất vấn Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Thời gian qua đã xảy ra một số cái vụ gian lận liên quan đến cái hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Vậy Ngân hàng Nhà nước đã xử lý như thế nào để đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng? Theo thống kê của các cái tổ chức phát hành thẻ quốc tế như là Visa, Master ấy, thì trong năm 2015 ấy, thì tổng số tiền mà thiệt hại từ các cái hành vi gian lận trong giao dịch thanh toán thẻ là khoảng trên 21 tỷ đô la. Cứ 100 đô la giao dịch thẻ thì bị thiệt hại 7 cent. Ở Việt Nam thì theo thống kê thì cái tỷ lệ mà thiệt hại các cái hành vi gian lận thẻ thì chỉ bằng ở cái mức là 1/3 cái mức bình quân của thế giới. Một số những cái trường hợp mặc dù nó là nhỏ lẻ thôi nhưng mà khách hàng đột ngột là bị mất tiền ở trong tài khoản. Đề nghị Thống đốc cho biết là sắp tới Thống đốc sẽ có cái chỉ đạo như thế nào. Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng là xây dựng các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các hành vi phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng. Với cái mục tiêu đến năm 2020 thì căn bản xử lý xong nợ xấu và các tổ chức tín dụng thì có làm được không? Những cái nội dung trong đề án của Chính phủ về cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu là rất cơ bản và có lộ trình cụ thể. Nếu triển khai quyết liệt và đạt được những cái tiến độ cũng như nội dung mà đã đặt ra rất cụ thể trong đề án thì chúng ta có thể đảm bảo được là hệ thống tổ chức tín dụng có thể phát triển một cách lành mạnh. Thời gian qua, thông tin trên báo chí phản ánh người Việt Nam chi 3 tỷ đô la mua nhà tại Mỹ, chi đốc cho biết số liệu này có phải là lượng ngoại tệ chuyển từ Việt Nam sang Mỹ để mua bất động sản hay không? Thông tin về cái mua bất động sản tại Mỹ thì cũng không có cơ sở để khẳng định là cái con số này là dòng ngoại tệ chuyển tiền ở Việt Nam ra để mua bất động sản tại Mỹ. Thì ở đây số liệu có thể là người Việt Nam mà định cư ở Mỹ nhưng mà chưa có cái quốc tịch Mỹ thì họ cũng tính vào là người nước ngoài. Người có tiền người ta bán cái đô la đi để người ta chuyển sang, người ta gửi về tiền Việt, tôi cho là rất đúng. Nhưng mà cái đồng ngoại tệ ấy đi đâu thì chúng ta phải có cái phương pháp để có cái cách nào đó để chúng ta thu hút được cái nguồn vốn đó. Câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Thân sẽ được Thống đốc Lê Minh Hưng trả lời sau bằng văn bản. Nhưng đây có vẻ là một vấn đề khó vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một số lần đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp để huy động được lượng vàng và đô la nhàn rỗi trong dân phục vụ cho đầu tư và phát triển. Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã nhận được 70 câu hỏi đăng ký chất vấn, trong đó phần lớn câu hỏi xoay quanh việc quản lý mạng xã hội, bởi theo nhiều đại biểu, bên cạnh những tiện ích do mạng xã hội mang lại thì tác hại cũng rất lớn khi mà có rất nhiều thông tin bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm hại đời tư, kích động bạo lực, khiêu dâm, chia rẽ dân tộc tôn giáo ngày càng phát triển. Ngoài ra thì những vấn đề liên quan đến an ninh mạng cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm và đưa ra những câu hỏi chất vấn. Bộ trưởng có giải pháp đột phá nào để tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội? Ta phải coi mạng xã hội là một cái phương tiện, là một cái công cụ cho người dùng. Nó như một con đường, chúng ta đi trên con đường đó. Còn trách nhiệm của người sử dụng, bởi vì trên con đường đó có rất nhiều hạng người, có người tốt, có người xấu, thậm chí có kẻ cướp. Chứ đừng có coi cái việc sử dụng mạng xã hội là xấu, mà phải coi ý thức của người sử dụng mạng xã hội như thế nào. Hiện nay ở Việt Nam ta khoảng 53 triệu người sử dụng Facebook. Khi sử dụng Facebook như thế thì hầu hết vẫn là người tốt, nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ. Thì chúng tôi đã làm việc với các mạng xã hội nước ngoài. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã gỡ bỏ rất nhiều, khoảng gần 5.000 clip ở trên YouTube.
khi những cái clip đó xâm hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xâm hại đến quyền của cá nhân. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Facebook có khoảng 53 triệu thành viên, YouTube có khoảng 35 triệu thành viên tại Việt Nam. Như vậy, mạng xã hội đang được phổ cập ngày càng rộng rãi. Xin Bộ trưởng cho biết có hay không tình trạng thông tin trên mạng xã hội đang lấn át thông tin từ báo chí? Thông tin trên mạng xã hội không lấn lướt thông tin trên báo chí. Nhưng mà thông tin trên mạng xã hội, cái tốc độ truyền tin nó rất lớn, nhanh chóng và thậm chí áp đảo. Nhưng mà nhìn tổng thể thì đa số người dân vẫn tin vào sự trung thực của báo chí hơn là thông tin trên mạng xã hội. Xin Bộ trưởng cho biết những vấn đề tồn tại hạn chế trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và có những giải pháp gì để nâng cao về trách nhiệm, về hiệu quả quản lý nhà nước. Đến hết tháng 10 năm 2017, thì chúng tôi ở Việt Nam ghi nhận là tổng cộng khoảng hơn 11.000 cuộc tấn công mạng ngay trong cái hội nghị APEC. Chúng ta cũng phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào cái hệ thống của máy đặt ở cái hội nghị cấp cao và ở trung tâm báo chí. 17 lỗ hổng chúng ta phát hiện đó và hàng nghìn cuộc có nguy cơ tấn công. Và một số tồn tại hạn chế của ta hiện nay là gì? Là có 41% cơ quan tổ chức không thực hiện việc kiểm tra đánh giá quản lý rủi ro về an toàn thông tin. Cho nên không phát hiện được những cái nguy cơ lỗ hổng mã độc tiềm ẩn sẵn ở trong hệ thống. 51% cơ quan tổ chức là chưa có quy trình thao tác chuẩn để mà phản hồi hoặc xử lý khi mà xảy ra sự cố. Đấy, dẫn đến hết sức lúng túng bị động trong việc khắc phục và đưa hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn trong ngày 17 tháng 11 đã nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Nhiều ý kiến đánh giá cao sự thẳng thắn, trách nhiệm cũng như các giải pháp về những vấn đề nóng được hai thành viên chính phủ đưa ra. Ghi nhận ý kiến cử tri của phóng viên thời sự. Đây là lần đầu tiên Thống đốc Lê Minh Hưng đã đăng đàn trả lời chất vấn. Tuy nhiên rằng là cá nhân tôi và các cử tri đã nhận thấy rằng là Thống đốc đã thể hiện được bản lĩnh của một người đứng đầu ngành ngân hàng. Tất cả những câu trả lời đã đi trực tiếp vào các ý kiến mà các đại biểu quan tâm và nó cũng thể hiện một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Thống đốc cũng trả lời là cho đến cuối tháng 10 là dư nợ tín dụng đã trên 13%. Tuy nhiên không vì cái mục tiêu là 18% mà để cái chất lượng tín dụng nó không đảm bảo, cho nên là Thống đốc đã nhấn mạnh là vừa đảm bảo cái tăng trưởng tín dụng nhưng mà phải đảm bảo cái chất lượng tăng trưởng. Thì tôi nghĩ rằng là các trả lời hết sức là thẳng thắn và đúng với, tôi nghĩ rằng nó vừa đúng với thực tiễn và đúng với phương pháp luận. Thống đốc đã trả lời rất là ngắn gọn, rất là thẳng vào các vấn đề với một cái tinh thần thái độ hết sức cầu thị và trách nhiệm, đặc biệt là các cái giải pháp đề ra trong thời gian tới cũng đã thuyết phục được đông đảo cử tri và tôi nghĩ rằng là với các đại biểu Quốc hội chúng tôi như thế cũng khá là thỏa mãn. Thì Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tôi đánh giá chung là trả lời trong phiên trả lời chất vấn hôm nay đó rất là mạch lạc, nắm chắc công việc của bộ mình, ngành mình và đặc biệt là chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu của lĩnh vực thông tin truyền thông và các cái thông tin mà Bộ trưởng nêu ra đó thì cũng có sức thuyết phục. Tôi cho là tất cả những vấn đề mà đại biểu nêu ra từ sáng đến giờ tôi thấy Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời cũng khá là cụ thể và cũng đưa ra những cái lý lẽ rất là chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng rằng là Bộ trưởng sẽ thúc đẩy và đặc biệt là tìm những giải pháp mà tối ưu nhất để mà quản lý nhà nước theo chính phủ điện tử và đặc biệt là chống phá, chống được và ngăn chặn được cái tệ nạn mà nói xấu đảng, xấu chính phủ và làm mất lòng tin nhân dân. Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, ngày 18 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình thêm về một số nội dung được các đại biểu quan tâm, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ. Đây cũng là phiên chất vấn đang được các đại biểu và cử tri cả nước chờ đợi nhiều nhất với mong muốn người đứng đầu chính phủ sẽ đưa ra được nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề lớn đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước. Tôi kỳ vọng rằng là Thủ tướng phải trong cái chất vấn ấy để phải thể hiện rõ
là vẫn là kiến tạo và hành động rồi. Nhưng bây giờ trước thời cơ thách thức mà APEC vừa rồi thành công, giải pháp gì mới để phát triển kinh tế, ổn định giá cả, rồi ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là cái thúc đẩy cái sự phát triển của các doanh nghiệp. Vấn đề cơ bản là đội ngũ công chức viên chức từ cấp phường xã cho đến chính phủ hoạt động và hành động như thế nào. Tôi kỳ vọng ở kỳ họp tới này Thủ tướng Chính phủ sẽ có những giải pháp để làm sao nâng cao được chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức viên chức từ cơ sở cho đến chính phủ. Rất là mong muốn, kỳ vọng là Thủ tướng sẽ làm thế nào để mà có thể có được những cái giải pháp thay đổi được cái cơ chế chỉ đạo điều hành đối với các cái doanh nghiệp để cho nó trong sạch hơn nhưng nó có hiệu quả hơn. Thời gian vừa qua chúng ta nhìn thấy những cái điểm sáng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, ví dụ như gỡ bỏ các cái điều kiện kinh doanh không cần thiết, hay là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp, thì đấy là những cái tín hiệu tốt và tôi kỳ vọng rằng chính phủ tiếp tục cái ưu tiên cái mục tiêu này trong thời gian tới. Thủ tướng với tư cách người đứng đầu chính phủ phải có những quyết sách mạnh mẽ hơn để mà thanh lọc cán bộ. Chứ chúng ta hiện nay vẫn đặt nhiệm vụ cho cán bộ ở cấp gọi là cấp môi trường doanh nghiệp mà chưa đặt ra nhiệm vụ làm trong sạch đội ngũ cán bộ mà từ phó thủ tướng trở xuống. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiều gia đình khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang sống trong tâm trạng hoang mang sợ hãi khi trong một năm nay liên tiếp các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực này. Quy hoạch phát triển tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ, hòn đảo tiên tiêu của tỉnh Quảng Trị với hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Tiếp tục thông tin về công tác trục vớt các tàu hàng bị chìm và mắc cạn do bão số 12 tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến sáng ngày 17 tháng 11 đã có thêm 4 tàu được phê duyệt phương án trục vớt. Như vậy là còn 3 tàu chưa có phương án trục vớt. Trong đó, 2 tàu chưa tìm được đối tác trục vớt và 1 tàu đang tập trung tìm kiếm 5 thuyền viên vẫn còn mất tích. Bão số 12 cách đây hơn 10 ngày đã làm chìm 10 tàu trên biển Quy Nhơn. 2 tàu sau đó đã tự nổi lên được và được tàu công vụ kéo vào bờ an toàn. Việc trục vớt các tàu này là vô cùng cấp thiết vì hiện đang có 123 tấn dầu chìm dưới lòng biển cùng các tàu. Mọi nỗ lực cần thiết phải được triển khai để ngăn chặn sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường biển. Liên tiếp các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng đã xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long trong năm nay. Đặc biệt, hiện tượng này không còn tuân theo quy luật mà xuất hiện quanh năm từ mùa khô đến mùa mưa khi chiều cường cũng như lúc nước kiệt. Sinh kế của người dân khu vực sạt lở bị đảo lộn, nhiều gia đình phải sống trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi. Đợt chiều cường rằm tháng 8 âm lịch đã làm dở đê bao Cồn Khương thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hàng chục hộ dân, 26 hectare cây ăn trái ngập chìm trong nước nhiều ngày liền. Cây cối nó có trái đó, rồi nước ngập quá thì nó sẽ rụng, nó hư. Còn như cái cho tôi đây thì sinh sống bằng vườn rau thì coi như là rau nó chết hết rồi, không còn cái gì hết. Hư hại khoảng chừng 50%, heo cuối bị ngộp chết hết là 5-6 con. Cũng trong thời điểm này, đê bao xã Cù Lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở, dài dở hàng chục điểm. Dạ, yếu chơi đó. Bà con cô bác mấy chục người hốt được con chút cá, mà trong khi đó hai hầm nó cỡ 4-5 tấn cá gì đó. Rồi đặng đem ra mà giờ tiền đâu mua giống. Mới đây nhất, Cồn Phú Đa thuộc tỉnh Bến Tre cũng bị sạt lở với chiều dài hơn 350m, sâu 20m. 4 căn nhà bị nước nhấn chìm, 25 hectare vườn bị thiệt hại nặng. Đến nay tình hình vẫn còn phức tạp. Khu vực của em là khoảng một khu vực chắc 60m rồi, nó trong vòng nửa tiếng hồ. Lần đầu tiên nó xấy và nó hút xuống một phình lên là một lần, hút xuống một lần từ từ vô tới nhà. Sạt lở hiện nay đã đến mức báo động, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng việc chủ động ngăn ngừa sạt lở của người dân vẫn chưa tốt, thậm chí còn có tâm lý ỷ lại, trông chờ. Những tàu cá đánh bắt bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm. Đây là khẳng định của Tổng cục Thủy sản sau vụ việc Việt Nam bị Liên minh châu Âu EU áp thẻ vàng với hải sản đánh bắt. Cụ thể, tàu cá nào vi phạm sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Đối với những chủ tàu cá bị nước ngoài bắt, bị đánh chìm tàu sẽ yêu cầu không cho đóng mới tàu. Những trường hợp cố tình vi phạm thì đề nghị truy tố. Việc xử lý nghiêm triệt để vấn đề này thể hiện quyết tâm và hành động của Việt Nam trước các khuyến cáo của EU. Tính từ năm 2010 đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 1.250 vụ vi phạm với trên 2.000 tàu cá và gần 16.500 ngư dân, trong đó nhiều nhất là các địa phương như Bà Rịa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bình Định. Việt Nam là quốc gia có số lượng sử dụng xe máy đứng thứ 2 trên thế giới. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tỷ lệ người dân sử dụng ô tô xe máy cá nhân trong lưu thông lên tới 90%, tạo nên tình trạng giao thông tắc nghẽn và bầu không khí ô nhiễm. Nhiều hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe đạp đã được tổ chức, trong đó có sự kiện tọa đàm triển lãm xe hai bánh quốc tế Việt Nam Cycle 2017, sự kiện do Bộ Công Thương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Triển lãm Việt Nam Cycle 2017 được đánh giá là sự kiện nổi bật của ngành xe đạp, đáp ứng xu hướng sử dụng xe đạp, năng lượng xanh tại các thành phố lớn hiện nay. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 50 hãng xe lớn với quy mô 150 gian hàng đến từ trong và ngoài nước. Với thông điệp những vòng quay không ngừng, triển lãm không chỉ là nơi các doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu tới đông đảo khách hàng yêu chuộng xe đạp, mà còn là nơi trao đổi về các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Thì hiện nay thì theo cái thống kê mà đăng ký thì mô tô xe máy là khoảng trên 51 triệu, ô tô là khoảng 3,5 triệu, xe máy điện là vào khoảng trên 600.000. Cái tỷ lệ mà đi lại bằng xe đạp ở các thành phố lớn như Hà Nội nó chỉ còn vào khoảng dưới 10%. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng là cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay thông qua cái triển lãm và thông qua một cái cuộc vận động trong xã hội về sử dụng xe đạp ngày hôm nay, nó sẽ là một cái điều kiện thúc đẩy để cho chính phủ, để cho các bộ ngành, cho các địa phương quan tâm hơn đến cái việc tạo dựng cái môi trường thân thiện hơn cho những người tham gia giao thông bằng một cái phương tiện rất thân thiện với môi trường, rất thân thiện với sức khỏe người dân, đấy là xe đạp. Theo khảo sát, các phương tiện giao thông trung bình thải ra 6 triệu tấn khí thải mỗi năm. Nồng độ các chất có hại trong không khí ở các đô thị lớn vượt quá mức cho phép. Đời sống kinh tế xã hội và thu nhập của người dân tăng đồng nghĩa với điều kiện mua sắm các phương tiện tốt. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân đã dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội như tai nạn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Và sử dụng xe đạp là một giải pháp hữu hiệu tại một số quốc gia phát triển trên thế giới. Chúng tôi có rất nhiều biện pháp khuyến khích dành cho người dân. Đầu tiên là hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ. Thứ hai, chúng tôi cũng dựa vào thực tế, xe đạp là phương tiện giúp giảm thiểu ô nhiễm, tăng nhận thức về môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, có thể nói đây là phương tiện giúp chúng ta di chuyển một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất trong khu vực trung tâm thành phố. Xe đạp bây giờ đối với người sống, đời sống bây giờ rất là quan trọng. Mật độ dân càng tăng cao, khi xe máy và phương tiện ô tô rất là nhiều, người ta sẽ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, người ta sẽ tìm đến xe đạp nhiều hơn. Sự kiện Việt Nam Cycle 2017 sẽ còn diễn ra tới ngày 19 tháng 11 và dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan và làm việc. Việt Nam hiện đang có hơn 13.000 bệnh nhân đang chờ mô tạng để ghép. Nhu cầu là rất lớn, trong khi đó mới có 5 trường hợp hiến tạng khi chết não. Đây là một nghĩa cử cao đẹp rất cần được lan tỏa và cũng là thông điệp của ngày hội Chung tay vì sự sống được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 11 tại Nam Định. Hoạt động này nhằm tôn vinh và vận động phong trào hiến mô tạng cứu người. Nam Định thể hiện lòng biết ơn. Tại ngày hội Chung tay vì sự sống đã có hơn 1.000 người đăng ký hiến tạng, trong đó chủ yếu là các bạn sinh viên với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Em đã quyết định hiến tạng bởi vì việc hiến tạng là một việc rất là có ích cho xã hội. Sau khi mà mình chết đi thì mình có thể tiếp tục sự sống cho những người khác. Đi tập ở viện thì thấy rất là nhiều bệnh nhân cần thay thận gan. Nên là em nghĩ là nếu sau này mình có chuyện gì thì cũng muốn là cống hiến một chút cho cộng đồng ạ. Qua hoạt động tuyên truyền, suy nghĩ của người dân về hiến tạng đã thay đổi. Với số đăng ký hiến tạng sau khi qua đời tăng lên, riêng năm nay đã có hơn 10.000 người. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến còn quá ít so với nhu cầu ghép. Hiện có hơn 6.000 người bị suy thận mãn chờ ghép thận, trên 1.500 người có chỉ định ghép gan, trên 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc và hàng trăm người chờ được ghép tim phổi. Trong khi mỗi ngày tại các cơ sở y tế có hàng chục người chết não, nhưng mới chỉ có 5 gia đình đồng ý hiến tạng người thân.
Hiện tại những tai nạn giao thông rồi tai nạn sinh hoạt, đặc biệt là những cái tai nạn do tai biến mạch máu não mà bệnh nhân hôn mê không thể sống lại được nữa. Nếu mà chúng ta hiểu được thêm ý nghĩa là chúng ta cho thêm cái tạng để cứu thêm nhiều người nữa thì tôi nghĩ rằng chắc chắn nguồn cho tạng sẽ rất nhiều. Những lá đơn xin hiến tạng này cũng là thể hiện một cách sống có ý nghĩa, trọn vẹn, bởi ngay cả khi qua đời cũng có thể mang lại hy vọng cho nhiều người khác. Một thông tin văn hóa đáng chú ý, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội phối hợp với nhóm Đình Làng Việt tổ chức chuỗi hoạt động tại các di tích trong phố cổ. Và cách đây ít phút, đêm khai mạc đã được diễn ra. Phóng viên Bảo Nguyên thông tin chi tiết. Với tên gọi nguồn, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Phố Cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ. Diễn ra từ ngày 17 tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn như sắp đặt giới thiệu không gian khoa cử xưa, tọa đàm áo dài truyền thống và tính ứng dụng trong đời sống đương đại, không gian văn hóa trà Việt, giới thiệu âm nhạc ca trù và chèo. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay chính là các hoạt động trình diễn giới thiệu chiếc áo dài nam truyền thống. Tuy có lịch sử phát triển lâu đời cùng lúc với áo dài nữ, nhưng áo dài nam hầu như không được chú ý đến bởi vì nhiều lý do. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn giới thiệu được nét đẹp văn hóa Việt nói chung và giới thiệu chiếc áo dài nam truyền thống, khuyến khích mọi người sử dụng trong những bối cảnh phù hợp. Các du khách cũng như kiều bào nếu có dịp ghé thăm thủ đô thì hãy tới với khu vực phố cổ Hà Nội. Chuỗi hoạt động sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 11 tới đây. Với lượng khách đến tăng nhiều trong những năm qua và luôn chiếm khoảng 70% tổng khách du lịch cả nước, du lịch biển đảo hiện đang là loại hình du lịch chủ đạo, góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Đảo Cồn Cỏ, hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Trị, nơi được coi là viên ngọc xanh giữa Biển Đông, với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, hòn đảo này có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị đến với Cồn Cỏ và thưởng thức cảnh quan của hòn đảo này. Toàn bộ đảo có độ cao trung bình từ 7 đến 10 mét so với mặt nước biển. Điểm có độ cao lớn nhất khoảng 63 mét. Đảo có ngư trường rộng lớn khoảng 9.000 km2 với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế. Hệ sinh thái biển Cồn Cỏ là một trong những hệ sinh thái có tính đa dạng cao của Việt Nam. Với số lượng loài san hô, rong biển, động vật đáy và nhiều loại động vật quý hiếm khác, môi trường tự nhiên vùng biển Cồn Cỏ được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện nay ở Việt Nam là thì trong đó ở khu vực bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ được đánh giá là đa dạng sinh học tương đối cao. Bảo tồn chủ yếu là cái dạng san hô, có một số cái động vật quý hiếm như là rùa biển, cá heo hoặc là có những cái đối tượng mục tiêu như tôm hùm, cá thu, cá mú. Công trình cột cờ Tổ quốc ở ngay sau lưng chúng tôi đây chỉ vừa mới được khánh thành vào tháng 7 năm 2017 vừa qua. Đây có thể được coi như một biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở hòn đảo tiền tiêu này. Công trình này có chiều cao 38,8 m, diện tích lá cờ rộng 24 m2. Cột cờ nằm ở ngay gần âu thuyền Cồn Cỏ nên bạn cũng có thể quan sát được nó ngay từ xa. Là một trong những điểm cao ở Cồn Cỏ nên đứng từ đỉnh cột cờ, các bạn có thể quan sát được toàn bộ hòn đảo này. Nét hấp dẫn của Cồn Cỏ còn là một vẻ đẹp hoang sơ, hội tụ nhiều hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới. Trên đảo có gần 70% diện tích là rừng tự nhiên, được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ngày 31 tháng 10 năm 2016, thì Văn phòng Chính phủ đã thảo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý cho mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ. Theo cái tour, thì có tham quan các điểm, tham quan cái cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ, đi tham quan cái phong truyền thống để lưu giữ lại cả cái hình ảnh trong cái thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thứ ba là tham quan cái đài tưởng niệm, cái rừng nguyên sinh, cái đèn ngọn đèn hải đăng. Với tiềm năng du lịch sẵn có, đảo Cồn Cỏ đã được tỉnh Quảng Trị quy hoạch đến năm 2020 sẽ trở thành đảo du lịch. Tỉnh Quảng Trị xác định Cồn Cỏ là một trong ba tam giác phát triển du lịch cửa Việt, cửa Tùng, Cồn Cỏ gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế biển của khu vực miền Trung. Những hình ảnh đẹp của đảo Cồn Cỏ cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.